Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn đọc cái nguyên âm A mà theo âm ngắn nha. Nguyên âm A này, âm ngắn của nó các bạn sẽ ký hiệu thành âm A như thế này. Người ta chấp nhận lấy cái ký hiệu này bởi vì này, chữ A mà theo cái giọng Anh các bạn thì người ta đọc là A, tròn vành rõ chữ luôn. Ví dụ mình có từ này. Người Anh ấy, họ sẽ đọc là man, man. Nhưng cũng cái từ như vậy, nhưng mà gì, theo cách đọc của người Mỹ thì nó sẽ xu hướng chữ A lai với chữ E hơn. Sorry. Man, man. Đó, thì để thống nhất ký hiệu, chữ A đầu tiên trong đánh máy nó là như thế này, rồi chữ E như thế này. Thống nhất ký hiệu cho hai cái gì, âm vực của ngôn ngữ này, thì âm A ngắn của chữ A nó pha phối hai cái từ này lại với nhau ra chữ man, man. Hoặc tương tự này, cái này rất nhiều bạn đọc này. Người Anh thì họ sẽ là can, can. Người Mỹ can, can. Đó. Rồi, khi nào mình đọc thành âm ngắn trong từ mà nó có một nguyên âm A đó, đặc biệt là từ một âm tiết, thì nguyên âm A đó thường đọc theo âm ngắn. Ví dụ mình cho từ bờ, a, tờ. Trong từ đây mình thấy có một mình nguyên âm A thôi. Rồi, âm bờ thì có âm bờ này. A sẽ đọc theo âm ngắn, đó là ký hiệu A như thế này. Tờ vẫn là tờ. Vậy là mình viết được phiên âm của từ này. Mặt chữ, phiên âm. Bat, bat. Phiên âm là gì? Là phiên dịch âm thanh của mặt chữ đó. Thành ra là phiên dịch ra âm thanh, đúng không? Phiên dịch cái mặt chữ này ra âm thanh. Bờ có âm bờ. A là âm A ngắn. Tờ là tờ. Bat, bat. Hoặc là mình có một cái từ khác. Ví dụ như chữ hàm. Rồi mình phiên dịch ra âm thanh. Hờ, vẫn là hờ. Trong từ có một nguyên âm A. A thường là âm ngắn. Lúc này nó cũng đúng luôn. A, m vẫn là m, hàm, hàm. Tiếp theo, từ dài hơn một tí, ví dụ scan, quét mã QR đó, mình hay quét đúng không? Sờ vẫn là sờ này, cờ mà đi với A, cờ đọc là âm cờ. A là âm ngắn này, bởi vì trong từ này nó có một nguyên âm nè. Đó, n vẫn là n, vậy mình ghi được phiên âm của từ này là scan, scan. Hoặc là từ khác, xe điện này. Tr, A, M. Tr vẫn là tr này. Tr đi với nhau thành một âm y như tiếng Việt luôn. Tr. A là âm A ngắn nè. M là vẫn là M nè. Tram, tram. Okay.